Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hai cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam bị đồng tiền làm mờ mắt. Đánh tan cục máu đồng dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Cần xử lý nghiêm rốt ráo vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai để làm gương. Hai cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam bị đồng tiền làm mờ mắt. Thưa quý vị, với vai trò là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của cục đăng kiểm, nhưng hai cựu cục trưởng đã đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật để nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ chuẩn bị đưa ra xét xử đối với 254 bị can liên quan các sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre hay Sóc Trăng. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, đây là vụ án tham nhũng kinh tế có quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa. Mặc dù là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường đối với phương tiện, nhưng lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo các phòng đến lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm đã cùng nhau thống nhất chủ trương, từ đó chỉ đạo các đăng kiểm viên cấp dưới nhận tiền từ trung tâm, các chủ phương tiện cần phải đăng kiểm để bỏ qua lỗi, các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 254 bị can ở nhiều vị trí công tác, thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Cáo buộc xác định, trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các bị can Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm theo sự phân công của Bộ Giao thông Vận tải, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, bị can Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà và Nguyễn Vũ Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định pháp luật để nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài. Theo đó, bị can Hình khi phát hiện có sai phạm tiêu cực đã không chấn chỉnh, xử lý mà còn nhận tiền của lãnh đạo các phòng để bỏ qua sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện với tổng số tiền hơn 7 tỷ 164 triệu đồng. Ngoài ra, bị can này còn duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp theo quy định, tạo điều kiện cho các cơ sở này hoạt động trái pháp luật. Vì vậy, bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi bị can Hình nghỉ hưu, bị can Đặng Việt Hà được bổ nhiệm làm cục trưởng, không những không chấn chỉnh xử lý đối với các hành vi tiêu cực, sai phạm xảy ra mà còn chỉ đạo cấp dưới phải nâng mức hưởng lợi của cá nhân Hà lên để Hà phải là cao nhất. Theo cáo buộc, Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 2021 đến ngày 30 tháng 9 2022 là hơn 31 tỷ đồng từ chỉ thị của Hà. Thuộc cấp đã phải chung chi cho bị can 700.000 đồng trên một hồ sơ thẩm định thiết kế đạt. Từ ngày 1 tháng 4 2022 đến tháng 11 2022, phòng kiểm định xe cơ giới nhận hối lộ thêm hơn 7 tỷ 675 triệu đồng. Ngoài ra, bị can này còn nhận của 5 trung tâm đăng kiểm khối 5 tại Hà Nội 780 triệu đồng và 680 triệu đồng của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D. Vì vậy, bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Hà hưởng lợi số tiền hơn 8 tỷ 550 triệu đồng. Sau khi bị bắt, bị can Trần Kỳ Hình đã nộp lại 1,5 tỷ đồng trong giai đoạn điều tra. Bị can Đặng Việt Hà nộp lại hơn 4,5 tỷ đồng trong hai giai đoạn điều tra và truy tố. Ngoài ra, còn có 194 bị can nguyên là cán bộ, đăng kiểm viên tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm nộp tiền khắc phục hậu quả để cơ quan công tố xem xét tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, điều 51 Bộ Luật Hình Sự.
đánh tan cục máu đông dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Thưa quý vị, dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng quận 3 vừa được thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương chuyển từ hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao sang đầu tư công. Như vậy, sau hơn một thập kỷ đứng ngoài dòng chảy của sự kiện phát triển khu đất vàng 4 mặt tiền, đường nơi dự án này tọa lạc có bước ngoặt mang tính quyết định, có đó mở ra cơ hội chấm dứt những loay hoay, đội vốn, lãng phí, cũng như đáp ứng kỳ vọng của người dân về địa chỉ sinh hoạt văn hóa thể thao tốt. Liên quan việc giải ngân vốn đầu tư công, thông tin tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 5 cho thấy, kết quả giải ngân nguồn vốn này vừa qua chưa đạt. Lãnh đạo thành phố cho rằng địa phương có nhiều dự án chỉnh trang đô thị, làm công viên, giải trí điểm đen về môi trường. Vì thế, việc điều chuyển vốn qua những dự án như vậy vừa nâng cao điều kiện sống của cộng đồng dân cư, vừa sử dụng nguồn vốn đầu tư công kịp thời hiệu quả. Cả hai vụ việc liên quan sử dụng vốn và phục vụ đời sống tinh thần người dân nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được giao tham mưu cho thành phố hoặc nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là thể hiện sự tin tưởng quá trình thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan này. Sở Kế hoạch và Đầu tư hãy chứng tỏ điều ấy thông qua việc phối hợp nhịp nhàng cùng những đơn vị địa phương để tính toán, lập kế hoạch cũng như ra quyết định một cách nhanh chóng, hợp lý nhất. Cần xử lý nghiêm, rốt ráo vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai để làm gương. Thưa quý vị, liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, Đồng Nai khiến 560 người nhập viện, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Thường thì những vụ thế này, chính quyền địa phương chỉ giao cơ quan chuyên môn xác định hành vi vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, theo quy định, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, có dấu hiệu vi phạm Điều 317 Bộ Luật Hình sự về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm nên phải chuyển qua cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Sau khi có kết quả, nếu không truy cứu trách nhiệm, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý vi phạm hành chính. Đây là bước đi cần thiết, thể hiện sự nghiêm túc của chính quyền thành phố Long Khánh trong việc xác định trách nhiệm, xử lý rốt ráo tới nơi tới chốn, vụ việc để còn răn đe, làm gương không chỉ cho địa phương mà còn cả nước. Đến thời điểm này thì có thể nói, đây là một vụ ngộ độc thực phẩm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trước hết là số người ngộ độc đã lên đến con số 560. Một cơ sở bán bánh mì, một ngày bán trung bình đến 1.000 ổ, nhưng lại không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Số lao động 4 người, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ sở kinh doanh này lâu nay gần như nằm ngoài vùng kiểm soát, ngoài tầm mắt của chính quyền địa phương. Điều đáng nói là tình trạng kinh doanh thực phẩm không giấy phép, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và gần như nằm ngoài tầm mắt của cơ quan chức năng của những cơ sở nhỏ lẻ như tiệm bánh mì băng không phải là chuyện cá biệt ở thành phố Long Khánh. Mà đây là thực trạng khá phổ biến của gần như ở các địa phương trên cả nước và nguyên nhân vẫn không có gì mới đã được đề cập rất nhiều là cả yếu tố buông lỏng quản lý từ cấp cơ sở và lý do liên quan đến nhận thức hành vi của người dân. Đấy chính là lý do mà trong công điện gửi các bộ ngành địa phương ngày 3 tháng 5, ngay sau khi vụ ngộ độc thực phẩm ở quán bánh mì băng xảy ra, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương phải có biện pháp phù hợp, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. Công điện của Thủ tướng Chính phủ còn nhắc đến việc tiếp tục gây lo ngại trong nhân dân cùng các số liệu. Riêng năm 2023, toàn quốc đã ghi nhận 125 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 2.100 người mắc và 28 người tử vong, có xu hướng gia tăng so với năm 2022. Và nếu các bộ ngành địa phương vẫn không có các giải pháp hiện hữu để ngăn chặn tình trạng này, thì số vụ ngộ độc thực phẩm, số người mắc tử vong của năm 2024 này gia tăng so với năm 2023 và nhân dân vẫn tiếp tục sống trong lo ngại là điều có thể nhìn thấy trước.